Ngày 18 tháng 12, đội cảnh sát hình sự công an huyện Từ Liêm đã kiểm tra hành chính tại khách sạn Săn ở thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. 15 giờ ngày 18 tháng 12, Nguyễn Thị Trà Giang sinh năm 1993, trú tại Xuân Trường, Nam Định, nhận được điện thoại của hai nam thanh niên có nhu cầu vui vẻ. Giang đã gọi điện cho Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 1991, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang, Lò Thị Trang sinh năm 1995, trú tại Quỳnh Nhai, Sơn La và Chu Thị Ánh sinh năm 1998, trú ở Bắc Quang, Hà Giang, đến khách sạn Săn bán dâm cho khách. Nhưng đến nơi, Ánh không được chọn nên đi về. Tuyền và Trang được khách trả cho 1 triệu đồng tiền mua dâm, còn Giang được nhận 1,6 triệu đồng tiền môi giới mại dâm. Khi hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Từ Liêm ập vào bắt quả tang. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Trà Giang về hành vi môi giới mại dâm.